Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Arsenal với Everton 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 3 năm 2023, đá bù vòng 7 ngoại hạng Anh. Sau 3 vòng đấu liên tiếp chỉ toàn hòa và thua, Arsenal đã tìm lại được sự tự tin nhờ 2 chiến thắng trước Aston Villa và Leicester ngay trên sân khách. Nếu như cú lội ngược dòng đầy kịch tính tại Villa Park cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu tuyệt vời, thì thắng lợi tại King Power gần như là một màn trình hoàn hảo của Maren Odgaard và các đồng đội. Dù chỉ có thể đánh bại Leicester với tỷ số tối thiểu, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã hoàn toàn thống trị trận đấu, khi có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66%, tung ra 10 pha dứt điểm và chỉ phải đối mặt với một cú sút đi không trúng đích. Khi mà bộ máy đã vận hành chân chu trở lại cùng sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Jorginho hay Leandro Trossard, The Gunners được dự đoán sẽ có màn phục hận thành công trước Everton. Ngay ở trận đấu đầu tiên dưới thời tân thuyền trưởng Sean Dyche, Everton đã tạo nên cơn đại địa chấn trên sân nhà Goodison Park khi quật ngã Arsenal nhờ pha lập công duy nhất của James Tarkowski. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thành phố cảng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi thất bại 2-0 trước đại kình địch Liverpool. Dù sau đó đã mang về chiến thắng thứ hai dưới triều đại Sean Dyche thắng Leeds 1-0, song Everton lại một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định với trận thua muối mặt Aston Villa 0-2 ngay tại Goodison Park. Không phủ nhận tinh thần của De Toffees đã có tín hiệu khởi sắc, thế nhưng điều đó là chưa đủ khỏa lấp được sự hạn chế về thực lực. Với việc mất đi điểm tựa Goodison Park trong cuộc tái đấu Arsenal, xem ra nửa xanh vùng Merseyside khó lòng tránh khỏi thất bại nặng nề. Nhận định trên càng được củng cố bởi Everton chưa bao giờ được đánh giá cao về bản lĩnh sân khách. Trước chuyến viếng thăm Emirates, Everton đã không biết mùi chiến thắng ở 9 trận sân khách liên tiếp, trong đó bao gồm 7 thất bại cùng 2 trận hòa. Đáng lưu ý, 6 trên 7 trận thua của Everton có tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Trên thực tế, Emirates vốn dĩ cũng là nơi mang đến nhiều ký ức buồn cho Everton. Sau 9 lần gần nhất làm khách của Arsenal, Everton đã phải nhận đến 8 thất bại và 6 trong số đó là những trận thua có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Với kèo châu Á Arsenal chấp 1.5, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Arsenal chấp 1.5 full time. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, không có gì phải nghi ngờ về một chiến thắng dành cho Arsenal. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu đoàn quân của Mikel Arteta sẽ trình diễn như thế nào và đánh bại Everton với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Ở trận cầu quá chênh lệch như này, đặt cược cho Everton theo kèo châu Á cũng đã là cả một sự mạo hiểm lớn chứ chưa nói tới chuyện đầu tư ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, Arsenal thắng. Mặc dù vẫn duy trì được sự ổn định về mặt lối chơi, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Arsenal rõ ràng đã suy giảm rõ rệt trong thời gian gần đây. Bằng chứng là sau 6 trận gần nhất, Arsenal đã chỉ có đúng một lần ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng, đó là ở thắng lợi 2-4 trước Aston Villa tại Villa Park. Với việc Everton của huấn luyện viên Sean Dyche là một tập thể luôn sẵn sàng thi đấu tử thủ, có lẽ nhà đầu tư không nên kỳ vọng cơn mưa bàn thắng sẽ xuất hiện tại Emirates. 5 trận vừa qua của Everton đều khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 4 trên 6 trận gần nhất của Arsenal cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, kèm với mục tiêu nâng khoảng cách với Man City lên 5 điểm, kèm lợi thế sân nhà khả năng cao Arsenal sẽ chơi tấn công phủ đầu. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Arsenal chấp 1.5 full time. Kèo châu Âu, Arsenal thắng. Kèo tài xỉu, 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Arsenal 3, Everton 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.